Lực lượng Houthi ở Yemen hôm qua tuyên bố đã tấn công tàu MV Croton treo cờ Liberia ở vịnh Aden. Tuyên bố trên truyền hình của người phát ngôn quân đội Yemen Yahi Asari không nêu rõ thời điểm của tấn công mới nhất vào tàu MV Groton. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh thông báo rằng hai tên lửa đã phát nổ hôm thứ Sáu ở rất gần tàu, cách vịnh Aden của Yemen 130 hải lý về phía đông. Thông báo cho biết thủy thủ đoàn tàu vẫn an toàn nhưng không có đề cập đến thiệt hại của tàu. Nhóm Houthi đã đánh chìm hai tàu trong chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái kéo dài 9 tháng nhằm vào hoạt động vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Nhóm này nói rằng các cuộc tấn công của họ thể hiện tình đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở giải Gaza và có thể sẽ tiếp tục nếu không đạt được lệnh ngừng bắn. Trong một cuộc tấn công gần đây nhất, nhóm Houthi đã nhằm vào tàu chở dầu mang cờ Hy Lạp đang chở khoảng 1 triệu thùng dầu.